Xin chào tất cả các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình bóc tách xe ô tô nha các bạn, xem là các bộ phận của trong xe ô tô có những cái gì nha các bạn. Còn trên tay tôi đây sẽ là chiếc Lamborghini nha các bạn, Huracan nha các bạn, Lamborghini Huracan nha các bạn. Và chiếc Huracan này được sơn màu vàng nha các bạn. Và bây giờ tôi sẽ tháo ốc và xem bên trong chiếc Huracan này có gì nha các bạn. Các bạn có thể thấy là Lamborghini là một hãng xe rất là nổi tiếng luôn các bạn. Tôi đã tháo được chiếc xe này ra rồi các bạn. Và đây, chúng ta có thể thấy đây là khung vỏ của chiếc Lamborghini Huracan này các bạn. Đây các bạn thấy là hai cánh rời này các bạn. Đó. Hai cánh chúng ta sẽ mở lên nha các bạn. Không hề mở ngang như các xe bình thường nha các bạn. Đây là một xe thể thao rất là đẹp các bạn. Đây là nội thất bên trong thì như các bạn cũng biết thì xe thể thao thường chỉ có hai chỗ ngồi rồi các bạn. Đây các bạn thấy đây, hai chỗ ngồi nha các bạn. Và đây là phần quan trọng nhất nha các bạn, đây là phần gầm xe. Đây các bạn nhìn đây. Các bạn thấy là đây là động cơ của chúng ta, là có một động cơ cầu sau đó các bạn nhé, thì nó sẽ là 76 mã lực nha các bạn, có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km trong vòng 1,5 giây nha các bạn. Các bạn có thấy có nhanh không ạ? Rất là nhanh đúng không các bạn? Và động cơ này của chúng ta là chạy bằng cơm nha các bạn, động cơ dây cót nhưng mà chạy bằng cơm nha các bạn. Đây các bạn nhìn lại một lần nữa chiếc Huracan nha các bạn, Lamborghini Huracan nha. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi clip của mình nha các bạn. Chào và hẹn gặp lại các bạn vào những clip lần sau nha.